Mừng Thanh Thanh Thanh. Wow. Đẹp trời. Rồi bước ra luôn. Trời ơi. Quá xuất sắc. Rồi mời về cái đội của mình. Thần. Rồi mời người tiếp theo. Mai Vũ Hà. Thanh Thanh. Hai bé gái sẽ vào bên trong để lựa đồ cho hai bé trai. Con bé này, con bé này đi ra con ơi, đi con. Mà đi đâu vậy? Đi. À, con của em nó thăm mẹ. Gu em là gu thú đúng không? Ờ, em là nguyên một cái thế giới động vật. Đồ để lại đi. Ở trước cửa nhà rồi nè. Dạ. Hai bé trai là hai con phải ngoan ở ngoài nghe chưa? Dạ. Hai bé gái vô bên trong. Dạ. Còn muốn nhắn gửi cái gì mình nhắn trước. Của anh là tông tông vừa vàng vàng hết. Vàng vàng hết. Đỏ đỏ hết. Nha, trắng trắng hết. Cô ngoại là cái gì ngoại? Một cái gì mà đẹp nhất, độc đáo nhất là ngoại. Đẹp. Độc nhất là được không ngoại? Đương nhiên trời đất rồi, ngoại luôn luôn. Xấu đẹp không quan trọng, độc là được. Rồi bên đây là chọn độc, bên đây là chọn màu. Tông sờ tông là full một combo luôn. Rồi bây giờ hai đội đều đã có cái gu khác nhau rồi giờ nè. Mở. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Để cho người ta chơi. Làm cái gì mà như cái giật cua hồn vậy trời. Trời đất ơi. Đứng đây bàn bạc cái bây giờ kiểm tra được. Nhà của em mà. Lẹ nha. Sao là con gái không vậy? Mà ủa. Chết rồi, ngoại em là bé trai mà. Sao là con gái không ngoại ơi? Chết rồi ngoại ơi. Chết tiêu rồi, tết tiêu rồi. Tông xịt tông, anh Hưng nói tông xịt tông là phải có màu vàng thôi. Ủa tới đâu rồi, tới đâu dạ, rồi? Dạ tới đây rồi nè chị. Hai em thấy cái này đẹp. Cái này đẹp. Dạ. Cứ đeo vô đi, cô cho mình. Hai em gái, hai em dạ. Gái ơi. Dạ. Mình đây là mình lựa cho mấy bé trai ngoài đó em chứ không phải là em chứ không phải là. Em biết. Ủa, em ơi. Trời ơi, thắp cái gì vậy? Mày nó bấm lỗ tai. Cái gì vậy? Sao vậy? Cái gì vậy trời ơi? Bây giờ nó vô nó chứ nó đi mua đồ si ra vậy đó. Thôi được rồi, cái gì vậy bé ơi, đồ gì vậy? Trời ơi, nó nghe lộn đội sao? Chị. Trời ơi sao thiệt á, sao quay cái show gì đâu mà bất lực quá. À? Trời ơi trả đồ lại bóp đi. Không phải, đồ này cũng ai á. Trời ơi, ngoại ngoại. Đội của ngoại á, vô lựa đồ giống như đi đồ mua đồ Sida vậy đó. Ê cái này dễ thương á, dễ thương. Rồi lấy ra ngoài đi. Hợp đó. Đâu cái này cái gì vậy? Ủa mấy anh chị ơi, mình vô mình chơi đang chơi thử thách rồi mình lấy lẹ mình trả đồ. Bây giờ mình chị cho em xin cái giỏ được không? Không, xong được, xong chưa, giờ sai lấy đi. Rồi, ai xong tông rồi. Tông nè anh. Rồi. Đó. Tông xịt tông nè. Bước qua đây, bước qua đây luôn. Rồi, đúng ý rồi. Nha. Rồi đội này. Để làm gì đây? Đội này mình đứng vô. Ngoại vô luôn. Hoàng thượng. Rồi. Ở bên đây là mình chọn tông gì dạ, nè? Dạ tông hoàng thượng. Tông hoàng thượng. Dạ, đúng rồi. Đây là tông thái hậu. Rồi. Ủa ơi. Được, con thấy được. Nhưng mà đẹp không? Đẹp độc đáo không? Không. Ủa ngoài tin cho con nha. Kính thưa quý vị, sau thử thách lần này không chỉ em chọn đồ được cho đồng đội của em mà em cũng chọn được khai khá hồ kỳ cho chính mình. Rất là tuyệt vời. Những phần đồ mà mình chọn dành cho thử thách thì sẽ được chương trình cung cấp. Ê, còn phan, những đồ mà chọn riêng đó sẽ bị tính tiền nha. Bé Phan Phan hai nè. Bé làm MC và bé thiên vị bên này quá. Sao vậy? Bé gái bên này nói vẫn phải để cho bé gái bên này nói miếng đi. Nói đi cưng. Dạ và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Chị Hương vô lẹ cho em thay đồ cho bà ngoại em. Ủa vậy rồi là con bé nó nói rồi hả? Ừ. À nói rồi. Vậy thì bây giờ nhớ trả là nhặt cái máy đó tính tiền đó. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quá thân của hai stylist dành cho anh Đàm Vĩnh Hưng và ngoại Vũ Hà. Rồi bây giờ hai stylist của chúng ta đã có mặt tại đây. Vậy thì hai người mẫu đang ở đâu? Chắc chắn là ở trong đây. Bây giờ mình sẽ cùng
hướng mắt vào bên trong cánh cửa này để gặp gỡ hai người mẫu của chúng tôi. Thôi, mở cửa ra. Bình thân. Rồi, mời người tiếp theo. Hoài Vũ Hà. Vâng, và ngày hôm nay tôi rất vui khi được có mặt ở đây. Ủa đây xem cô gì? Cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người đã thấy hai đội quá là tuyệt vời. Phía ngoài bên. Phía chèn có phía đồ. Phía lụng đầy dùm. Phía lụng đầy dùm. Phía lụng đầy dùm. Phía lụng đầy dùm. Sao mà mặc cái bộ đồ gì mà nhìn cũng hoàng thượng nhưng sao nó không có đặc sắc vậy? Cái gì vậy trời? Gia đình mình xích sàn qua bên kia xíu. Rồi bây giờ mình đã có được hai thành phẩm. Bên đây là bộ đồ hoàng thượng. Bên đây là tạo hình bà cố nội của hoàng thượng. Đâu mà bây giờ ngồi dàn thi hạt nha. Đó là không phải bà cố nội. À, là chứ lại gì em? Bột nhi. Bột nhi. Bồ nhi. Hả? Đúng là rồi. Quý phi. À vậy hả? Chị em nhuôn, đúng không? Nội gì? Nghe 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 Ờ, cái đội gì đâu mà bất ổn quá trời à. Rồi, đây chỉ mới là khởi động cho cái thử thách đầu tiên thôi. Hả? Thử thách chính của chúng ta sẽ là như vậy. Mình làm stylist rồi đúng không? Bây giờ mình thêm được một cái nghề nữa là thợ chụp hình. Xí đi. À. Em thấy em hơi đen nhưng mà em tham gia tập này tại vì chị biết sao không? Em được mệnh danh là photographer chụp 6 nước tiếng Sài Gòn. Trời ơi. Nghe đừng cần thả thả mà đi đi. À, con không cần phải lo. Chị chọn một bà chị nha mà thôi. Con không cần phải lo. Quá trời trời hay, hay, bé này dịch hay quá. Bé này mình thấy mình có phần hơn rồi đó. Yeah. Qua đây chụp hình xấu còn em làm sao? Dạ em thấy cũng không có thua gì hết. Dạ em thấy cũng không có thua gì hết. Không. Ủa, là cũng chụp hình xấu luôn hả? Dạ cũng vậy à. Rồi, nói chung là ngang tài ngang sức thôi mà. Rồi, bây giờ thử thách của chúng ta sẽ là hai đội sẽ tìm một người bạn diễn để chụp hình chung và người bạn diễn đó chính là một con ngựa. Phải tìm được con ngựa đó. Kia rồi. Thấy chưa? Rồi chạy chậm tí. Lẹ lên, lẹ lên. Ôi trời ơi, má ơi. Trời đất ơi, tự nhiên cái cục tỉnh xe đèn luôn. Đẹp nha hoàng thượng. Hoàng thượng đứng vậy thôi cũng đẹp nữa. Gia đình mình xếp hàng vô. Dạ đẹp lắm hoàng thượng ơi. Hãy cho những góc hình táo bạo hơn đi. Táo bạo hả? Những góc hình đặc biệt. Cái đó chụp bạo lắm rồi đó. Bạo lắm rồi hả? Rồi mình sáng tạo kiểu dáng lên nè. Hoàng thượng ơi, mình leo lên lưng ngựa được không hoàng thượng? Rồi.
chồng Long Thị. Rồi 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 chụp đi, chụp đi. Đó. Chụp. Dạ rồi. Hoàng thượng nhìn nó kia xa xăm giùm em hoàng thượng. Hướng giờ ánh mặt trời đi hoàng thượng. Hướng giờ ánh mặt trời bóng tối sẽ sau lưng hoàng thượng. Sang cho ta. Xô ơi, xô xích ra bóng xô, xô xô. Đó. Trời ơi. Đây vũ ký rồi. Sáng tạo lên, dựng góc hình sáng tạo lên. Con ngựa nó ngáp kìa. Đẹp hoàng thượng ơi, đẹp hoàng thượng ơi. Trời ơi, trời ơi. Đúng rồi hoàng thượng ơi. Ôi. Sao hả? Con kệ mẹ nó đi, mình đi chụp cái khác. Ôi trời ơi, mấy cái lúc nắng nôi gì có một con một ở đây một đống. Không ai chịu chụp hết. Mình là mình photoshop đừng. Nó thành ngựa. Bây giờ đừng có sợ nó đúng ánh nắng này. Bé Lừa ơi, chết rồi bà ơi. Mẹ nó chạy hết rồi. Đi đâu hết rồi. Nó qua đây đây nè. Không, bây giờ nó chụp đi. Rồi rồi. Rồi. Nóng rồi ngoại ơi. Đó. Hay quá ngoại ơi. Đúng rồi hoàng thượng ơi. Hoàng thượng ngửa cái mũ ra xíu là vì nó che cái bóng hoàng thượng. Lật cái mũ lên xíu rồi. Đúng rồi. Em Nguyễn có hình đẹp rồi đó anh. Trời ơi, con ơi. Trời ơi, con. Ủa rồi, tiếp theo đâu rồi? Cái chủ đề người ta là chụp với ngựa thì kia là chụp với cừu. Trời lâu quá, mệt quá. Trời lâu quá, trong lúc này bây giờ xong rồi kìa, bây giờ tới mình kìa. Từ từ má ơi, đau chân quá nè. Cảm ơn bạn ngựa nhiều nha, cảm ơn bạn ngựa đã giúp mình nha. Phương ơi, chụp tiếp Phương ơi. Ôi chè, ôi chị mà thấy họ nha, thử có bộ thôi ạ. Má thẳng kinh chàng. Đúng rồi ngoại ơi, hay lắm ngoại ơi. Ủa trời ơi. Ủa hình như cứ quên mặc quần. Cái gì dùng mana mà mặc quần gì kỳ vậy? Chị ơi, hãy quay đang quay Phương ơi. Ủa kỳ vậy? Biên ngộ xin ngà đã khó bỏ thôi dùng. Biên ngộ nhìn cả mặt thanh xin tây tha. Đó là cái này là cái phong cách của biên ngộ thì biên ngộ thì tha. Pha thồn. Pha thồn thi ta. Lại thủ thi ta. Đó là pha thồn thi ta với nhau. Thảo ba. Rồi vô rồi. Ơi. Thảo dám à. Hai ba cười lên. Chảnh lên. Ấn tượng quá đi thôi. Rồi. Hình siêu đẹp. Trời ơi. Đúng rồi ngoại cười. Ngoại ơi ngoại nhìn nghiêng góc nghiêng ngoài đẹp lắm ngoại. Đúng rồi. Cái góc này đẹp hơn sao hoàng thượng ơi? Có con cừu nữa đi ha. Dạ đúng vậy. Trời ơi, đúng rồi hoàng thượng ơi, nhìn thẳng xa xăm giùm em cái. Đẹp lắm hoàng thượng ơi, xuất sắc. Ngoại ơi, cái góc này hơi dữ không ngoại hả? Ngoại ơi. Cười chứ không phải là bà dạng thịt người ngoại, cười coi. Nhẹ. Rồi. Ngựa với bò nó thấy màu đỏ nó hay đá lắm nha. Trời ơi trời. Có mặt con ngựa kìa, khờ luôn. Mà con ngựa hiện tại đang rất là cam chịu nha mọi người. Rất nản luôn á. Đúng rồi, ơi. Trời ơi, một bức ảnh quá là để đời đi. Đây là một bộ ảnh cưới nha mọi người nha. Vì trong tấm hình đang có hai con ngựa. Dẫn hồn đi. Mô chiến tha màu tiên gỡ thành khao màu cú và màn thà. Vậy là ngoài muốn ngồi lên. Ú nè dè. Vì bây giờ ẩm nè. Để con. Sẵn lên. Giúp đỡ một cụ bà 70 đi. Cái tà nó ngay. Rồi, ngoại. Tự tin kêu ảnh lên. Khoai. Đó. Ok. Giống như đang đua đi, ngoại. Đang đua. Yeah. Hãy lên. Ai? Hey. Đây là kiểu cưỡi ngựa đêm trăng. Cầm con đi, ẵm con đi cứu chồng không? Ẵm con đi chiến trường. Rồi. Đó.
Trời ơi, hay quá, một cái bộ ảnh kết hợp hai loài luôn. Đúng vậy, một bộ ảnh cực kỳ ấn tượng. Một thứ ba chung nha, hai ba. Hai ba. Trời ơi, trời ơi. Có hình, có hình, có hình hoài hoài. Xuống không ơi. Trời ơi, là thiệt á. Xuống. Rồi thôi. Rồi. Xong rồi. Mình đi hết đi, bỏ bà ngoại đó đi. Chị ơi, ngoại tem em. Dạ, dạ, đó đi cưng. Yeah. Và chúng ta đã hoàn thành được thử thách rồi. Thì tâm lý của hai đội chơi thì đang rất là hào hứng, phấn khởi. Ngoại không ngoại? Ngoại. Ngoại hấp hối không ngoại? Dạ rồi, làm cái mặt đầy đi sao không tạo những áp lực cho những suất cho mình nhất, hiểu chưa? Không có còn con nằm nữa. Thôi đừng ra mình gọi nam thôi, con làm gì. Khỏe không? Sao vậy? Trời ơi, mệt lắm con ơi, trời ơi. Rồi mệt là bên đây mất sức là bên này thắng luôn đi ha. Đâu ra? Tân chết cho mày coi. Không, mày tuyên bố lại đi. Thôi, bây giờ á, nói về nè. Ngồi xuống nói chuyện coi. Ưu tiên bà mẹ và trẻ em ăn bầu bì lớn tuổi mà còn có long thai. Đó. Cái gì vậy? Ê, không có nha. Không phải hả? Không có. Ngoại ơi, cái góc này là mình giống như mình nhìn lên vậy. Mình nhìn lên. Con thấy con hơi hèn. Không có hèn con ạ. Cuộc đời mà ở phía trên chưa chắc đã sướng mà ngồi dưới này chưa chắc đã khổ. Thôi giờ công bố đi. Bây giờ á, sau khi mà quan sát hai tấm hình của hai đội thì một đội này với cái góc chụp hình của Hoàng Phương vô cùng chuyên nghiệp, thật sự cái góc chụp hình rất là điện ảnh luôn. Mà người mẫu tương tác với lại cái góc hình nó cực kỳ đẹp, nói chung là quá đẹp. Bây giờ đẹp quá rồi, sao bây giờ thắng thôi luôn, thắng thôi, đúng rồi. Nhưng mà chưa hết, đội của ngoại một người phụ nữ tảo tần. Ảnh con cù như bắt cóc con nít. Trong tấm ảnh nó lột tả được cả một cái câu chuyện, đúng không ngoại? Rồi ác dạ, độc. Đúng rồi. Nó có nội dung. Là người ta nhìn vô bức ảnh, ta thấy cái người đàn bà trong bức ảnh rất là ác độc, rất là tàn nhẫn, rất là xảo quyệt. Cả một tâm hồn của một người phụ nữ ác độc bắt một đứa con nít. Nhưng trời ơi, xung quanh nhiều người canh cản không bắt được. Mặt mũi nhu tả sự đau đớn răng xé. Trời ơi, một bức ảnh nó đầy đủ các yếu tố một xã hội phức tạp ngay ngay. Ngoài nói chuyện vừa vừa có lên máu. Hương làm sao, Hương làm đi. Làm sao coi cho làm được. Làm cái đàng hoàng chứ trời. Đã là hot rồi. Đúng rồi. Mà làm tầm 7 tầm 3 ta nói. Đúng rồi. Ta nói. Ba chịu ít lắm. Thắng đi thì thắng luôn chứ sao vậy. Nè 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 nè. Năm à. Trời ơi. Kêu con cắn móng chân cho ngoại, ngoại làm vậy? Nó không bao giờ có tiền đâu. Xa tiền của trẫm không đó. Anh đặt luôn hai bàn tay xuống dạ. Như kinh. Thôi, bây giờ. Ủa là bình thường mà muốn hóng hay vậy hả ngoại? Bóc tay bóc chân, bóc tay bóc chân. Cái chương trình này bút tôi tới đây làm neo hả? Sao mà mạnh hai nó đưa cái tay cái giò cho bây giờ nè. Tuyên bố giọng dạc nha. Dạ yeah. Với phần thi chụp ảnh. Dạ yeah. Trong ngày hôm nay, đội thắng cuộc là đội. Không biết mà, thôi kệ đi ngoại ơi. Ngoại Vũ Hà. Dạ đàm Vũ Hà. Ủa, là hai giải luôn hả? Hai giải đồng hạng luôn. Tại vì sao? Tại vì bức ảnh bên đây nó theo một cái tiêu chí khác. Bên đây theo một tiêu chí khác. Nhưng hai tiêu chí đó đều hướng tới nghệ thuật, tấm lòng bao dung, từ tốn, chân thiện mỹ ác. Cho nên là quyết định dòng này hai đội đều xứng đáng. Yeah. Tay. Đúng rồi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với những cái thử thách tiếp theo và hứa hẹn sẽ là một thử thách rất đặc biệt.